Hôm nay Hà Nội thời tiết đẹp cùng cuộc gặp gỡ đặc biệt với họa sĩ sơn mài Nguyễn Sĩ Hiếu. Với cô chúng yêu nghệ thuật và quan tâm tới tranh sơn mài hoa sen tại Lan Vu Gallery, chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Nguyễn Sĩ Hiếu. Họa sĩ Hiếu từng tốt nghiệp khoa ngôn ngữ học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, xong lại bén duyên với hội họa sơn mài từ những năm 2001. Cho đến năm 2007, họa sĩ bắt đầu vẽ nhiều hơn về chủ đề hoa sen. Cùng trò chuyện với nhau trong một không gian ấm cúng, được gặp lại những đứa con tinh thần của mình, họa sĩ Hiếu lại trào dâng cảm xúc. Anh chia sẻ mình thích vẽ hoa sen trên chất liệu sơn mài bởi nó đem lại sự giản dị, chất phác từ trong trình ý tưởng, bố cục, màu sắc và cả trong kỹ thuật tạo chất của thể loại này. Khi vẽ, mình không tính toán gì nhiều mà kiểu nghĩ sao vẽ vậy. Và đến lúc nhìn ngắm tác phẩm đã được hoàn thành, lại thấy có một sự trong sáng, đôi khi có một chút ngô nghê, trông thật đáng yêu. Có thể thấy tranh sơn mài của họa sĩ Hiếu đẹp và rất gây nghiện. Nhiều tác phẩm của anh đã được khách hàng nhà Lan Vu Gallery yêu thích và lựa chọn cho không gian tổ ấm của mình. Nếu bạn cũng đang quan tâm tới hội họa sơn mài thì hãy ghé showroom của chúng tôi để thưởng lãm và sưu tầm, được trò chuyện với họa sĩ để hiểu hơn về chất liệu sơn mài truyền thống, từ đó có thể lựa chọn cho mình được một tác phẩm ưng ý nhất.